Chuyển như vậy ạ. Đúng. Được ngay, tập bành, cục bành này. Còn đặt chân chúng ta bằng cái này. Cái phiêu chờ neo của thầy đâu rồi? À, phiêu chờ neo thầy đâu? Rồi. Hả? Hậu nó thanh lý rồi. Thanh lý rồi hả? Ừ, nó bán nhanh vậy, rồi. Sao đưa cho hậu cái là nó bay về quê thương xa vời hết vậy? Hậu nó bán tầm nát luôn. Hả? Hậu nó bán tầm nát rồi. À. Hôm bữa mua con của thầy bao nhiêu? Bán lại được nhiêu? Hả? 14 năm bao hồ sơ? Hồ sơ hết triệu rồi. 3. Triệu 3 hả? Thầy hồ sơ tỉnh hay hồ sơ gốc huyện? À. 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 Phải đi tìm người xưa. Tìm lại người xưa tìm được không? Không, cò chứ. Cò chứ mình tìm gì nổi hả? Thầy mang chiếc rim lên đây đi coi thử coi, nghe đồn đẹp quá mà. À. Đây chiếc này chắc giá bao nhiêu nè? Chắc giá bao nhiêu? Hả? Chắc là 70 triệu hả? 69 bán không? 68? 67? Hả? 37? Hả? Nhiều. Cái chàng cũng lùi, đấu giá ai đấu giá thấp nhất là bán. Không, có nghĩa là bây giờ mình nói, thí dụ như bây giờ nó nói 70, mình nói 69 mà nó bán thì mình nói tiếp 68. Mà nó bán thì mình nói tiếp 67 vậy thôi. Máy êm ghê á. Máy êm. Chạy 20.000. Nếu mà bài đen, con thì này. Một cái bộ này con mới phủ trong, đúng không? Cái một cái chóa này con nó màu vàng, cái nó xấu cả xe con. Thầy biết nè. Dàn chân mình làm lại được. Nè thầy ơi. Cái đèn này biết bao nhiêu không? 1,5 triệu mới hỏi xong. Thầy biết cái dàn áo này bao nhiêu không? Vừa hỏi xong. 3,870,000. Ủa sao biết hay ta? À thầy rồi, thầy biết. Thầy biết cái đèn này bao nhiêu không? Thầy biết cái này bao nhiêu không? Hả? 500 cái đuôi đằng trước, 150 một miếng, 2 miếng 300. Vừa hỏi xong. Cái này một cái miếng này không mà 180.000 nè thầy. Ô thầy sao giỏi quá về vấn đề này, hay dữ ta. Nghe đồn là thầy đi ra ngoài tới Lâm Hà rồi thầy lựa từng, thầy mua từng cây tâm rồi mua từng con ốc. Tới nỗi mà ở ngoài Lâm Hà mà nó biết là thầy ở trong Nam Bang này đi ra đi kiếm ốc, kiếm tâm, kiếm vỏ, kiếm dè, kiếm đồ luôn mà. Ghê vậy, thầy có công nhận không? Chơi xe là như vậy. Nói đúng là coi như là nó có một ông thầy giáo ở trong Nam Bang á, ông đi ra đây ông mua từng con ốc zin, từng cái tâm zin, là từng cái gì mà rin là ông mua về để ông ráp. Đúng rồi. Ghê thiệt. Chơi nếu lô là tôi cho lô luôn. À. Đá zin là tôi chơi phải bằng zin. Phải đi kiếm cho nó rin hết luôn. Phải phải công nhận là phải nói nể thầy luôn á. Hãy nể luôn. Làm xe mà người ta không
chỉ cần con nắp hơi tới cạnh là bỏ luôn. Dạ. Đó. Khiếp thật. Số 1, thầy là số 1 luôn. Okay. Thầy là số 1. Lô là cho lô luôn. Dạ.